Số liệu Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố ngày 17 tháng 10 cho thấy, kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong 17 ngày đầu tháng 10 này chỉ thấp hơn 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh một số cảng biển bị phong tỏa và xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine, Ukraine đã xuất khẩu 2,12 triệu tấn ngũ cốc, chủ yếu là ngô và lúa mì từ đầu tháng 10 đến nay, so với mức 2,17 triệu tấn vào cùng kỳ năm ngoái. Số liệu cũng cho thấy Ukraine xuất khẩu tổng cộng 10,8 triệu tấn ngũ cốc trong mùa vụ 2022-2023 so với con số 16,5 triệu trong cùng kỳ 2021-2022. Kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã sụt giảm kể từ tháng 2 năm nay do ảnh hưởng của cuộc xung đột, khiến giá ngũ cốc toàn cầu tăng cao. Ngày 22 tháng 7 vừa qua, tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen có hiệu lực trong vòng 120 ngày, sẽ hết hiệu lực vào nửa cuối tháng 11 tới. Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ đã đồng ý cung cấp vaccine ngừa COVID-19 đã được điều chỉnh chống các biến thể mới cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX nhằm phân phối tới những người nghèo nhất thế giới. Hãng dược phẩm Moderna và Liên minh vaccine toàn cầu Gavi, tổ chức lãnh đạo sáng kiến COVAX, sẽ hủy bỏ hợp đồng cung cấp hiện nay đối với các vaccine dựa trên chủng SARS-CoV-2 ban đầu. Thay vào đó, Moderna sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine mới, đã điều chỉnh để chống lại các biến thể mới với giá thấp nhất có thể bắt đầu từ năm 2023. Giám đốc điều hành của tổ chức lãnh đạo sáng kiến COVAX nhấn mạnh, hợp đồng mới là một biện pháp cần thiết để tiếp cận công bằng cho phép các nước thu nhập thấp hơn sử dụng vaccine đã cải tiến. Vaccine ngừa COVID-19 lưỡng trị của Moderna gồm cả chủng ban đầu của virus SARS-CoV-2 và biến thể Omicron BA.1 đã được các cơ quan quản lý dược phẩm trên thế giới phê duyệt.